bóng dáng trong 4 căn phòng còn lại sẽ được các nghệ sĩ khách mời khai phá. Hãy cùng chờ xem các nghệ sĩ khách mời sẽ bấm nút chọn ngẫu nhiên căn phòng nào, chọn giọng hát nào, chọn hình bóng nào để cùng hòa giọng tạo nên những tiết mục song ca tuyệt vời. Bốn người chơi này sẽ phải luôn sẵn sàng hát bất cứ bài hát nào trong 4 bài hát còn lại, nhưng họ sẽ không biết hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Hai người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chơi chiến thắng sau cùng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt, và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đây là một sân chơi âm nhạc mà các người chơi sẽ được tỏa sáng khi song ca cùng các nghệ sĩ khách mời, và là một chương trình rất đặc biệt được tạo nên từ những bài hát do các khách mời và các người chơi mang đến. Trước khi bắt đầu phần 2 ngày hôm nay, Khanh mời quý vị chúng ta theo dõi lại những hình ảnh rất đẹp của từng chương. Từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng uống cho em yên giấc ngủ ngon. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trọn đời, ngày xưa xanh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, đó là những hình ảnh trước, và ở tuần này thì anh Nguyễn Hoàng Duy sẽ là người đầu tiên giúp Khanh lựa chọn ra nghệ sĩ biểu diễn. Vì em là người mời anh đầu tiên và anh là người ngồi ngoài cùng bên tay trái, nên anh sẽ mời người tiếp theo của anh bên tay phải. Đó chính là anh Quang Hà. Anh Quang Hà còn một ca khúc, đó chính là Xin Lỗi Anh. Và anh sẽ có 10 giây để đưa ra lựa chọn cho mình. Thời gian của anh Quang Hà bắt đầu. Mời anh Quang Hà nhấn nút chọn. Đó là căn phòng số 8. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục Xin Lỗi Anh.
quên anh đi em như trong một bài hát buồn. Anh đã từng phía tặng anh, hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn. Anh đã từng phía giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà quý vị chỉ nhớ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi để bình chọn mà thôi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới một lời chào đến 4 vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh, quý vị khán giả đang ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình Vĩnh Long ạ. Em là Hà Thu ạ. Em đang là ca sĩ tự do. Anh Nguyễn Hoàng Duy, với tiết mục này anh thấy như thế nào? Với anh thì tiết mục này anh nghĩ để dành cho người bạn của anh nhận xét trước là Nguyễn Văn Trung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ. Nếu như bạn đã có lời mời thì mình cũng xin nhận xét. Chào Hà Thu. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh không nghĩ em có giọng hát lại nội lực đến như vậy. Và anh rất là vui khi anh Quang Hà lại mang đến chương trình bài hát Xin Lỗi Anh. Bài này là một bài em rất thích anh Quang Hà. Bài của anh Hoài An em rất thích. Và em thích nhất là cái câu mà câu cuối cùng. Thầy quên em đen như trong một bài hát buồn. Và cái điều mà em tiếc nuối nhất trong cái tiết mục này á là em ước được nghe giọng Hà Thu hát cái câu đó ở cái đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại ha, đúng không? Bây giờ em hát làm lại okay. Nha anh. Dạ. Ok, 2, 3. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn. Em đã từng viết tặng anh. Xin lỗi em. Một câu thôi anh ạ. Một câu thôi. Nghĩa là cái mà điều Hà cảm thấy thích thú với khi mà song ca với Hà Thu đó là bạn ấy hiểu ý ngay là đó là có ba câu hãy quên anh đi em, thì cái câu thứ hai ấy là cái người nam là họ sẽ hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, là bạn ấy cũng bè theo cái phần feel của mình một cách rất là nhanh. Thì đó là một cái điều nắm bắt cực kỳ là tinh tế, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng trên sân khấu và gặp nhau và hát song ca với nhau một bài hát mà cả hai chưa bao giờ là hát với nhau cả. Thì thật sự đó là một cái điều thách thức rất lớn đối với bản thân Hà. Và Hà nghĩ Hà Thu cũng là như vậy. Thế còn Duy Quỳnh? Lúc mà Thu bước xuống á, em nghĩ bạn sẽ là một giọng nữ cao lanh lạnh lên trên, bay hợp với ngoại hình của bạn, nhưng không. Bạn là một giọng nữ trầm. Anh nghĩ là âm vực của bạn cũng khá đầy đủ lắm. Dạ, âm vực khá rộng và lên cao và rất là quảng trầm của bạn rất là đẹp. Cho nên là em rất là ngưỡng mộ những ai hát được quảng trầm. Chúc mừng Hà Thu. Quá xinh, quá hay. Mọi người khen nhiều quá rồi ha. Nhưng mà không khen không được. Vì nghiêm túc phải nói là em rất là chuyên nghiệp. Thực sự anh cũng, bản thân anh cũng bị đánh lừa bởi cái ngoại hình của em. Không nghĩ em sẽ có một cái giọng ca nó sẽ rất là, em xử lý rất là bản lĩnh. Em rất là sáng sân khấu. Và những cái nốt mà em hát lên cao nó rất là đầy đặn. Đúng là thật sự rất là tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Mình đang bị cuốn theo cái tiết mục thì mình không nghĩ đây là một cái tiết mục ngẫu hứng. Và có cảm giác là thực sự đây là một cái sự rất là ăn sam với nhau. Hai người đã giống như là từ đâu đó đã có hát ở đâu trong vô thức rồi. Cảm giác như thế. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hà Thu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi quay lại song ca giấu mặt quý vị nhé. Quý vị đang quay trở lại với song ca giấu mặt. Bây giờ sẽ là phần lựa chọn của anh Quang Hà. Anh xin mời Duy. Đá qua đá lại vậy anh. Anh sao anh không theo cái vòng của em luôn, anh né qua bên khu vực bên kia đi. Làm em nãy giờ em lấy hơi lên không? Đôi khi mình đi ngược chiều nhau hiểu chưa? Mình là Duy bên tay phải, bây giờ mình đi tay trái. Dạ rồi, ok. Em Nguyễn Hoàng Duy sẽ thể hiện bài hát Bóng Mây Qua Thềm. Yes. Và anh có 10 giây. Thời gian của anh bắt đầu. Chọn đi ạ. Đó là căn phòng số 7. Tại sao không phải là số 1 hay số 2 vậy anh? Bản thân anh là một người rất thích số 7.
Vì với anh số 7 nó mang cho anh rất là nhiều cái trải nghiệm, mà anh cũng là một người rất là thích trải nghiệm. Chúng tôi chờ đợi tiết mục Bóng Mây qua thềm. Giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, xin chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching cái xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát
và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lập linh như này mà sao không bừng được ra. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ chứ không phải là một mình Duy. Cảm ơn các khách mời ạ. Rất mong là Lâm Hỷ sẽ có mặt ở màn song đấu. Bây giờ thì chúng ta phải giải lao một ít phút trước khi thời lượng chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ thì không biết anh Nguyễn Hoàng Duy sẽ lựa chọn Duyên Quỳnh hay là anh Nguyễn Văn Trung bước lên sân khấu đây ạ? Anh chọn người ta mà anh còn ra hiệu trước nữa. Anh hỏi cái tín hiệu xem là như thế nào thôi. Trung sẵn sàng chưa? Trung chưa bao giờ sẵn sàng. Chưa lúc nào sẵn sàng. Nhưng mà biết đâu hôm nay bạn lại tiếp tục tìm được một cái cảm giác thanh xuân của bạn thì sao? Hồi nãy là định nhắm là chọn Hà Thu rồi. Dạ. Lúc đó không biết là Hà Thu đâu. Ở đây nhìn lên thì thấy số 1 với số 3 ngoại hình hơi giống nhau. Y chang nhưng nhau. Nhưng có một đặc điểm. Có một đặc điểm nó khiến anh gợi nhớ đến một trong những tình yêu đầu tiên của anh. Đó là gì ạ? Đó là cái tay váy. Đó là hai con này đều là con gái. 10 giây của anh Nguyễn Văn Trung bắt đầu. Và đó là căn phòng số 1. Đúng như anh ấy nói, chọn cô gái có cái áo, có cái tai phòng. Tai phòng. Chúng tôi rất muốn nghe ngồi bên em rồi ạ. Xin mời anh. Ngồi bên em nghe gió ru em đêm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Xin mở cửa ạ. Mình ngồi đây hết ha. Ngồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong anh thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này ạ. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến anh MC quá là đẹp trai Bạch Công Khanh ạ. Cùng ba vị khách mời, đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, cùng tất cả các khán giả có mặt trong trường quay, cũng như là tất cả các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Cát Tường. Hiện em đang là giáo viên môn toán, nhưng mà có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Wow, bạn dạy cấp mấy ạ? Dạ, em dạy cả cấp 2 lẫn cấp 3. Con mình sắp lên cấp 2 ạ. Em sẽ không từ chối đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời còn lại chia sẻ về tiếng hát của Cát Tường. Tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là có cái trạng thái nó bị lúng cuống thế này. Vì anh là một người rất là hoạt ngôn và rất là sắc sảo trong lời ăn tiếng nói. Mà người hôm nay đến với Song Ca Giấu Mặt là từ vòng trước cho đến vòng này là bạn hầu như là rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên. Bạn rất là tung tăng, không tập trung làm việc được anh ạ. À? Không tập trung làm đúng nhiệm vụ của đó, mình được. Không phải tập trung mà nó bị phân tán về tất cả phân tâm. Đấy. Trung được partner với những cái bạn mà rất là dễ thương, rất là hồn nhiên và nhí nhảnh. Cái giọng hát đó cũng lây ảnh hưởng sang đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, là làm cho bạn ấy cũng hồn nhiên và cũng dễ thương theo. Yeah. Làm gì có bao giờ cái động tác này trên sân khấu của Nguyễn Văn Trung, chưa bao giờ có. Còn anh Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Anh có vẻ rất là khoái chí. Thế mình đừng cho Duy chia sẻ được không? À, anh sẽ có một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ đó là với bản thân của mỗi người thì có thể mình sẽ tham gia vào một cái chương trình nào đó, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng. Và anh cảm thấy rất là vui cho bạn của anh, đặc biệt là ngày hôm nay lại vui hơn vì có vẻ như bạn anh tham gia vào chương trình Song Ca Giấu Mặt để tìm lại tuổi thanh xuân của mình hay sao á. Tức là đôi khi không cần thiết phải show giọng hết tất cả mọi thứ, rất là kinh khủng. Tiếng hát của em nó rất là trong trẻo và nó cũng mang đi rất nhiều, như cái vòng trước rồi đó, rất nhiều những cái điều tiêu cực của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã bị xóa tan đi và thay vào đó là một bầu trời đầy tích cực và đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy bạn anh ngồi vòng trái tim như vậy đó. Một cái tiết mục rất là đáng yêu. Khi mà tham gia chương trình Song Ca Giấu Mặt và thực sự được, khi mà được vô tình chọn trúng hai bạn cùng chơi, nhất là em, thì anh có cảm giác là mình trở lại những cái năm tháng ngày xưa, những cái năm tháng rất là vô tư. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình thích, mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình viết cho cái người mình yêu, không có một cái sự cân nhắc, tính toán hay là buồn phiền khi mà những cái điều mình mơ ước nó không thành hiện thực. Anh xin cảm ơn em vì cái điều đó. Cảm ơn chương trình. Ngọt ngào quá. Và chương trình cũng cảm ơn vì sự có mặt của anh Nguyễn Văn Trung. Thế còn Duyên Quỳnh, em thấy ngày hôm nay anh Trung là một con người hoàn toàn khác, thì em phải cảm ơn Cát Tường rất là nhiều và cảm ơn cả bạn ở vòng trước nữa đã khai phá. Dạ, anh đã, ra. Đã không phải anh không phải khai phá, đã bỏ đi lớp vỏ bọc của anh, kéo anh Trung trở về với bản chất thật của ảnh anh ạ. À, là dạ. Khá là trẻ con. Hôm nay tiết mục này là một tiết mục mọi người có thể trong trẻo. Cùng tận hưởng cái bầu không khí trong trẻo hồn nhiên đáng yêu. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát của Cát Tường và sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Bây giờ chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi đến với tiết mục sau cùng của chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ là cô gái đến từ hôm qua với tiếng hát của ca sĩ Duyên Quỳnh và người chơi trong căn phòng còn lại. Yeah.
và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mãi như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Tìm về lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Hôm nay em chọn em suy nghĩ đó là tại vì trong này có câu có vai anh và vai em, thì hai bạn không biết thế nào đây, nhưng mà em số em hơn và bạn. Có thể sẽ thay vai anh cho em được. Em đã bớt sự lo lắng rồi. Tình yêu đâu trôi xa xăm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thế em không trở lại, và mai là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn. Khán giả tại trường quay, chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ, đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh và Trini xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Trini rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ, và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua
bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát rõ ràng chúng có cái cảm giác như vậy và chúng thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình, ngày tươi trẻ và bây giờ mình đang hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó. Chính rất là sâu sắc. Dạ. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ. Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái vị tiết mục này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đu đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Cảm ơn Quang Hà. Và Khánh hy vọng rằng Song Ca Giấu Mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và thứ hai là bài Người Hãy Quên Em Đi. Cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu em đi. Cảm ơn Trini rất nhiều. Và bây giờ Trini sẽ cùng với tất cả chúng ta chờ đợi kết quả sau cùng của chương trình. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Quý vị thân mến, như vậy là 8 tiết mục song ca của người chơi và khách mời đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn một ý ẩn duy nhất, đó chính là bảng điểm. Xin mời quý vị sẽ hướng mắt về màn hình chính. Căn phòng số 1 với tiếng hát Cát Tường. Cát Tường đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là... Bây giờ là căn phòng số 2 với tiếng hát Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là... 87%. Bây giờ là căn phòng số 3. Trini. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Trini là... 92%. Tiếp theo là căn phòng số 4 và tiếng hát Anh Thuy. Khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Anh Thuy. 93%. Bây giờ là căn phòng số 5. Tiếng hát Huyền KD. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Huyền KD là 91%. Bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Kim Nguyên. Kim Nguyên đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Tiếp theo là căn phòng số 7 và tiếng hát Lâm Hỷ. Lâm Hỷ đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 92%. Còn lại căn phòng số 8 với tiếng hát Hà Thu. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Hà Thu là 95%.
Thưa quý vị, như vậy là hai người chơi có bình chọn cao nhất nằm ở căn phòng số 4 và căn phòng số 8. Xin mời hai bạn cùng di chuyển xuống sân khấu để chúng ta chuẩn bị cho màn song đấu ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta nói lời chào tạm biệt với 6 người chơi còn lại. Thưa quý vị, xin chào Cát Tường ở căn phòng số 1. Xin chào Hoàng Thịnh, căn phòng số 2. Xin chào Trini, căn phòng số 3. Xin chào Huyền Kitty, căn phòng số 5. Xin chào Kim Nguyên, căn phòng số 6. Và xin chào Lâm Hỷ, căn phòng số 7. Thưa quý vị, đừng rời mắt khỏi màn hình, màn song đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai người chơi xuất sắc nhất đã nhận được bình chọn cao nhất từ phía quý vị khán giả tại trường quay. Đó chính là tiếng hát của anh Thuy và tiếng hát Hà Thu. Bây giờ theo luật của chương trình, chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có bình chọn cao hơn. Đó chính là Hà Thu. Nhưng mà Khanh vẫn rất muốn biết anh Thuy đã mang đến chương trình ca khúc gì. À, vâng ạ, thật sự thì em rất là bất ngờ với kết quả này. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn rất nhiều tới tất cả quý vị khán giả cũng như là bốn vị khách mời. Và trước khi đến với chương trình này thì em có mang tới một ca khúc ước được song ca, đó là ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Cơn Mưa Tình Yêu. Thế còn Hà Thu, bạn chuẩn bị bài gì? Em chuẩn bị ca khúc được mang tên Biển Cạn. Biển Cạn. Và Biển Cạn sẽ là ca khúc mà chúng tôi sử dụng trong màn song đấu. Và chúng ta sẽ dành thời gian cho hai cô gái này lui vào bên trong, chuẩn bị cho tiết mục song đấu. Bây giờ là màn song đấu của anh Thuy và Hà Thu. Thank you.
em trên đời biển thơm than khóc ngàn lần với vị. Đó là màn song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1910. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao và em muốn lấn ướt ai là em chuyển show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em. Bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một màn song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Chung 10 năm trước á thì Chung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Chung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Thuy. Nếu mà anh Thuy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt, bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Mười 2% và 48%. Xí xoát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Yeah. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu. Bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca Giấu Mặt và đạt được cái thưởng 10 triệu đồng. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Thưa quý vị, đến đây thì song ca Giấu Mặt xin phép được khép lại. Chương trình của chúng tôi do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega TS thực hiện. Chúng ta sẽ được gặp nhau vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Song ca Giấu Mặt xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ạ.
Hãy đón xem tập 9 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 1 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.